nhân ngày thứ cuối tuần. Ví dụ như cây nghinh phong này là một năm ta phải làm cắt tỉa nó hai lần, đối với cây hoàn chỉnh là hai lần. Còn những cây mà đang làm phôi thì một năm có thể cắt 4-5 lần. Thế thì cái bước một trước khi vào cắt cái tán của nó thì đầu tiên ta phải cắt hết những cái nhánh, những cái răm nó thò xuống phía dưới. Phía dưới gầm, cái mà xuống phía dưới gầm của bông rồi cắt hết. Để cho nó lộ cái phần dưới ra. Và sau đó thì ta mới đi lên cái tiếp theo là cái phần trên. Thế thì khi mà ta cắt tỉa này thì phải liệu cái độ lá của nó là ít nhất là nó phải đến cái độ bánh tẻ chứ không được cắt non quá. Non quá thì nó sẽ khó phát triển.
muốn giới thiệu với các bạn một cái nét nó tương đối độc đáo của cây nghinh phong này, đó chính là cái cành chiếu thủy. Cái cành chiếu thủy này là một cành mình tận dụng. Cái cây này nó là một cái cây phá luật, tức là biến sai thành đúng. Cái cành này theo những lúc đầu người ta chơi là ít khi các cụ ngày xưa các cụ cũng ít khi dùng, vì nó mọc ở trong bụng, thì thường là người ta cắt bỏ đi. Thế nhưng mình lại thấy cái nét độc đáo của nó thì mình mới đi sâu vào khai thác cái cành này. Thế thì một cái cành, cái cây siêu, cái nhánh siêu của nó nghênh lên gọi là nghênh phong, thì có một cành nhánh xuống là chiếu thủy. Thế thì cái quá trình tạo bông của cây này nó cũng là phức tạp hơn những cây khác ở cái chỗ là nó là thân cáp nhiều tán. Thế làm sao ta phải phối hợp các cái tán lại với nhau để tạo thành những cái đường lượn, những cái nhịp điệu nhấp nhô, có chỗ cao chỗ thấp. Thế nhưng mà phối hợp lại nó vẫn phải là những cái bông tán mang có tính chất là tạo hình tạo mảng để tạo lên cái nhịp điệu lấp lang của cây và mang cái yếu tố tự nhiên chứ không bị gò ép. Đây là một cái đặc biệt của cái cây này, chính là cái nhánh này. Thế hay là những cái rễ này. Để thực ra mà nói là cái chơi của cái người chơi cây ấy, thì nó hơi khác thường một chút là chơi những cái xấu của cây. Cái gì mà là ông thợ mộc ông ghét ấy, nó cứ nuột là nó, để ông lấy gỗ ông làm nhà nó thật đẹp ấy, thì ta lại không phải đối tượng của ta, mà ông càng ghét bao nhiêu thì ta lại càng phúc phiểu gập ghềnh xùi u cục thì lại là cái đối tượng của chúng ta. Cái này cũng là một trong những cái yếu tố đó tạo thành những cái nhịp điệu phúc phiểu từ trong ra. Và đặc biệt nữa là một cái yếu tố của cây này là cần phải có cái phối hợp với đá. Tức là trong cây thì không phải cây nào ta cũng phối đá. Phối đá là một trong những cái cây, những cái cây mà nó ở những cái thế vươn ra hoặc là huyền xuống, nó chênh vênh thì ta mượn đá để ghép nó vào, để tạo cho nó những cái thế mà chênh vênh, thể hiện những cái ý chí hiên ngang, không chịu khuất phục trước phong ba bão táp, thì người ta dùng đá để kênh cao cây lên và vươn xa ra, giống như là cái ngọn núi vươn ra. Thế còn những cây bình thường thì cũng ít khi dùng đá. Thế một cái quá trình làm như thế này thì phát trực tiếp nó cũng hơi khó, là nó phải có thời gian, nó chưa thể hoàn chỉnh ngay được. Cho nên là thời gian phát trực tiếp buổi sáng nay có lẽ là ta tạm dừng ở đây. Thế sau đó thì ta lại hẹn các bạn trong một cái video clip khác, tức là ta làm một cái hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Thế còn hôm nay thì do cái điều kiện trực tiếp của người ta, tạm dừng đây. Chào tất cả các bạn.